Là gì? Anh đến từ đâu? Anh là Phạm Tấn Phong. Dạ. Anh đến từ đâu? Đến từ là ở quê là xã Tân Phong, huyện là tỉnh Bạc Liêu. Anh đến từ Bạc Liêu. Anh mới đến từ sáng nay luôn ha. Không có lên từ Bạc Liêu mà lên đây là lên Bình Dương này hàng là được 1 tháng nay rồi. À, anh làm ở tên Bình Dương này. Dạ. Hôm nay anh đi cùng ai lên Đây đọc sĩ là lên vợ. vợ? Dạ, anh đi cùng chị gái ha. Anh đến đây nhờ đạo sĩ Nguyễn Hải tìm giúp con mình đúng không? Con anh là người cầm trên tay tấm hình. Đó là con gái của mình nè. Dạ, con anh tên họ là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Đó là Nguyễn Kim Anh. Nguyễn Kim Anh. Bao nhiêu tuổi rồi anh? Sinh năm 2008. 2008. 2008 là bao nhiêu tuổi ta? 16. 16 tuổi nha. À, tháng mấy cho anh? Dạ. Tháng mấy 2016? Là sang bên tháng 26/11. 26 tháng à, vậy là chưa được nữa ha, chưa còn còn nhỏ, chưa đủ tuổi gì hình như nào. Rồi con anh mất tích được bao lâu rồi? Mất tích cũng là được 3 ngày rồi. 3 ngày. Con mình còn đi làm hay là đi học? Mình đi làm. Đi làm. Con nghỉ học lâu chưa? Con của anh đó là tại vì gia đình nghèo khổ rồi đi mang cái này kia là con nó không có học, nó lớn không có học. Mà có biết chữ không? Dạ, nó không biết chữ. Không biết chữ luôn. Dạ. Ôi. Rồi, cậu bé hiện tại đi làm cùng anh hay làm riêng? Đi làm riêng cặp nhà trọ luôn đó, rồi bị người ta dụ dỗ lên mạng, rồi đưa tin vô người này kia là mai mối, rồi dắt con đi nửa đêm luôn là 10 giờ 20. Ai lừa đảo, ai mai mối? Anh nói rõ chi tiết giúp em được không? Anh có trực tiếp là cái người đó là như đưa chai dầu thơm á, là đưa cho cháu thì tặng cho là cháu là một bộ đồ. Rồi về là anh phát hiện ra gì anh không cho cháu mà xài dầu thơm mà không mà sức được mấy hôm á. À, cháu nghe lời nghe cho người gì đó. Người đó là ai anh biết không? Người đó là cũng ở trong nhà trọ ở gần ở cùng dãy trọ. Ở sát, sát ở sát luôn. Không phải là ở gần đó. Ở cùng lâu chưa? Thì ở gần lâu rồi mà anh có biết người đó là ai mà người đó giờ đã vẫn còn làm trong xưởng. Cô vẫn còn làm. Vẫn còn làm, bà làm ngơ làm ngào gì lắm mà. Người này là làm mua em cho người thanh niên này. Thanh niên này là quê ở An Giang. Anh cho anh hỏi cái là bây giờ hiện tại con anh mất tích là được vài ngày rồi đúng không? Nhưng mà người phụ nữ anh nói là vẫn còn làm ở công ty. Vẫn còn làm. Vậy sao anh biết con mình bị người này dẫn dụ đi? Tại vì anh lấy chai dầu đó đi ra ngoài mấy người làm bùa đó. Thì người ta là chắc 100% là bùa bị bùa nhảy vậy? Nghe. À, là anh đem ra thầy thầy nói hay là anh có tốn tiền cho thầy không? Anh không có đóng tiền gì cho thầy, nhưng thầy ta làm giùm phước nữa. Ừ, vậy sao anh không chịu hít thử coi mình có vấn đề không? Không, mình hít gì mình có hít vô cái gì con người mình nó lăng 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 nhưng mà vẫn còn tỉnh ha. Cũng bình tĩnh mà cũng như mà con người mình nó mê man cái à. Dầu gì đó. Nói chung là bùa ngải thì em không biết được, nhưng mà khiêu nước hoa hít theo bùa ngải cái đó em không tin có đâu. Khiêu nước hoa nhiều loại khác thì có, nhưng còn đó em chưa có nghe. Còn trước đó thì anh có la này con mình vấn đề gì không? Trả lời với con á, là như con nó bị người ta dụ dỗ đi vậy đó. Con mình có người yêu chưa anh? Chưa, nhỏ lớn giờ nó mới lớn nên em mới dắt cái đầu tiên là được có 20 mấy ngày ai đó là nghe tại trên mạng đó rồi mà dụ dỗ. Con mình có xài điện thoại nhiều không? Có, mới xài điện thoại này có 2 năm ngoài này. 2 năm. Thường xuyên sử dụng không? Đi làm dài là sử dụng thường xuyên không? Bình thường. Anh có thấy con mình gọi điện hay là nói chuyện với ai vào buổi tối liên tục? Tại vì anh đi mạng về là tới 10 giờ, 12 giờ kia không ạ, đang ca về là con mình đã ngủ rồi. À. Mà bấm điện thoại lên gì nó nhắn tin với người này. Ủa, anh kêu con anh không biết chữ mà. Biết chữ mà bây giờ nghe nó bấm vô trong cái bấm bấm mà. Nhắn tin thoại ha. Nhắn điện thoại, nói điện thoại qua lại thôi chứ không biết chữ. Là anh đi làm hàng ngày phải tối 11, 12 đi mà là anh cũng ít có thời gian ở bên cạnh con mình đúng không? Ít có cạnh là đến bây giờ thì anh đã tìm đến đâu rồi? Anh đã tìm là báo đến công an địa phương ở tại ở tỉnh Bình Chánh mình là anh có báo rồi. Người ta đã là làm cho anh giấy bắt gơi luôn. À. Là đi dán tất cả khu vực đó rồi. Ừ. Chứ rồi mà thì người bạn của tôi này dắt đi là cầm nhỏ này là không phá đâu rồi tôi bất hợp. Con mình có đem theo những tài sản gì không? Không, nó chỉ đem theo cái điện thoại với mà cái cục sạc thôi. Điện thoại và cục sạc đến bây giờ cắt hết liên lạc với gia đình liên lạc luôn mà như lâu lâu nó nhắn tin lại là lâu lâu là nó chụp hình nó gửi qua cho anh coi là tắt mình này đã gửi mới gửi chưa được 2 ngày nay rồi. Bây giờ điều anh lo lắng nhất với con mình là sợ xảy ra điều gì nhất? Anh sợ nhất là sợ là con mình bị lừa đảo bị bán buôn đồ mày bên Campuchia. Rồi anh có đeo lời nào muốn gửi đến con của mình không? Con mình xem trực tiếp video này đó, anh cứ nói đi. Con mình anh là phải gửi lại nhắn
là con bây giờ với cha mẹ đi, cha mẹ giờ đang nhớ con khổ lắm, mà bây giờ là cha, nhưng mà con có chuyện gì vậy? Nhưng mà đúng là bạn trai của con là cha cũng tha thứ, mà như không phải bạn trai con thì sợ người ta lừa đảo con đi bán, con về cha mẹ đi, nhưng mà cha thật thiết là cha tha thứ cho con á. Dạ rồi. Gì mà cha lại mà gây ra con hết đó. Dạ rồi, em cảm ơn câu chuyện chia sẻ của anh ha. Dạ, em xin chào chị ha. Chị cho em hỏi là chị tên họ là gì? Tên là Nguyễn Thị Màu. Nguyễn Thị Màu ha. Chị là mẹ của bé. Chị ở nhà con bé hay là chị đi làm? Chị đi làm. Chị đi làm rồi, ngày mấy giờ chị về? Chị cũng đi làm mà cũng với chồng cũng 11, 12 giờ mới về. Nó bằng hàng tháng, giờ ngày nào cũng vậy hết luôn hả chị? Là ngày nào 11 giờ, 12 giờ mới về. Mình có mấy người con? Hai đứa, thằng trai và con gái. Là bé này là lớn hay út nha? Đứa này là út. Đứa này là út. Là ngày nào mình cũng đi làm tới 12 giờ về. Thì nếu như một tháng mình nói chuyện với con mình được nhiều không? Cũng nhiều. Ở chung về ăn uống rồi mạnh ăn đi chơi thôi đúng không? Cũng ít thời gian qua lại tiếp xúc nói chuyện với nhau. Rồi trước khi bé bỏ nhà đi thì bé có tâm sự hay là có những dấu hiệu nào bất thường không? Tại vì bữa đó nó mặn ta mà 8 giờ về rồi là bắt đầu nó nghe thằng này điện rồi là bắt đầu nó thay đồ đi theo ra chở đi. Mình có thử tìm hiểu lý lịch nhà cửa của chàng trai này chưa? Chưa biết quen cái con này người này luôn. Không có biết. Cái này là em nghĩ là bé bị một ai đó tên mẹ dụ dỗ thôi, chứ không phải là cái chai nước hoa bùa chú gì đâu. Nước hoa người ta hương ta cho thôi, đem ra tiệm người ta nói nước hoa bùa chú gì đó bậy bạ, người ta vẫn còn làm ở đó mà. Cái này thì dạo đặc biệt là đầu năm đến bây giờ, đội sĩ Nguyễn Hải đã bắt rất nhiều cái thanh thiếu niên dụ dỗ bé dưới 16 tuổi bỏ nhà đi. Đặc biệt là đưa vào các động trá hình cũng như là đưa qua Campuchia, đặc biệt là bé toàn là 12, 13, 45 tuổi, rất là nhiều luôn. Tham việc nhẹ lương cao, tham tiền, lười làm, muốn ngồi máy lạnh nên rất là dễ bị dụ. Một lần nữa em xin nhờ bà con của bé cộng đồng mạng cùng chung tay giúp sức cho đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải chia sẻ video này. Ai thấy được bé gái trong hình này ở đâu xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải. Số điện thoại là 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải có thể giúp bé đưa vào đoàn tụ của gia đình sớm nhất có thể, vì bé hiện tại chỉ có mới 15 tuổi hơn thôi, chưa được 16 tuổi nữa. Em xin nhấn mạnh một lần nữa, ai đang dẫn bé đi cũng như dụ dỗ ở cùng bé hãy nhanh chóng thả bé về. Nếu không đội hiệp sĩ Nguyễn Hải được cái dịch vụ cũng là đi tìm đến nơi rồi, lúc đó mình không còn cơ hội để xin lỗi hay tha thứ nữa, vì bé dưới 16 tuổi. Cha mẹ còn toàn quyền quyết định, bé cho dù đồng ý ở cùng, ngủ cùng hay đi cùng chăng nữa thì cha mẹ có quyền đưa đơn ra cơ quan chức năng truy tố người ở cùng, vì bé còn quá nhỏ ha. Chưa nói đến vấn đề là ở cùng đi cùng, vấn đề nghiêm trọng hơn là xâm phạm tình dục bé rồi ha. Nên hãy nhanh chóng thả bé về cũng như là gọi trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải để đưa bé về nếu như không muốn dính vào pháp luật. Rồi chị có đôi lời nào muốn gửi đến con mình cũng như là người nào đang dẫn dụ con mình đi không? Chị cảm ơn em đã dẫn cháu bé về, mẹ cũng tha thứ rồi. Cảm ơn cái gì? Nói thẳng là thằng nào đang dẫn, con nào đang dẫn thì nhanh chóng thả con tôi về. Nếu như trong hôm nay không thả về, tôi sẽ nếu như đội sĩ Nguyễn Hải tìm được sẽ đưa ra hẳn cơ quan chức năng cho ủ tờ luôn. Trong vòng một hôm nay và ngày mai ha, chứ không có cảm ơn mấy đứa mà dẫn dụ con nít đi ha. Anh có đôi lời muốn gửi đến con gái của mình cũng như là người dẫn con mình đi không? Dạ, anh cũng là nói trước khi là người đã đi vợ tới thì Bình Dương là anh Hải, là bây giờ là con đã dặn là con gái của chú đi về, chú á là phải chạy tranh nhóc và chạy về trong bữa là ngày nay là ngày mai. Còn như mà con mà là dụ dỗ con gái tôi cũng đi mà nhốt vào trong phòng mà không thả ra về là tới ngày tối mình thấy Bình Dương này sẽ lục tìm ra được là con mà mệt với mấy chú này. Nếu như trong hôm nay hoặc đến ngày mai không thả về thì gia đình mình sẽ làm tới ha. Còn như thả về gia đình mình sẽ chấp nhận bỏ qua sự việc ha. Bỏ qua việc này. Được rồi, em xin cảm ơn anh và chị và em xin chúc anh chị sẽ nhanh chóng có thông tin cũng như là con gái mình về đoàn tụ ha. Dạ.
Con xin chào chú ha. Chú cho hỏi chú tên là gì, chú đến từ đâu? Lê Văn Đát, năm chanh 1969. Dạ chú á. Dạ. Dạ. Chú hôm nay đến nhờ đội hiệp sĩ buổi sáng nãy giúp mình công việc gì? Dạ, giúp đi cháu đi bữa thứ ba đến nay đó. Cháu nội của chú ha. Dạ. Lê Quốc Thiện. Lê Quốc Thiện, bao nhiêu tuổi là chú? Năm chanh 2007. 2007. 17 tuổi. 17 tuổi. Lại là tuổi rất là nhỏ, tuổi này rất là dễ bị dụ việc nhẹ lương cao hay là bị nó có bệnh chơi game á. Ôi, rồi game bà nội la rồi nó bỏ nhà đi á. Dạ. Bây giờ 3 ngày nay tìm cùng chứ. Là nghiện game điện thoại hả chú? Ở nhà có điện thoại hay đâu bài net chơi? Ở nhà nó chơi ở nhà không mà. Ồ, chơi suốt ngày luôn hay sao? Cháu mình có đi học không? Nó học lớp 3, nó nghỉ từ học lớp 3 hả? Dạ. Chú cho hỏi nha, ba mẹ của cháu đâu? Mà mẹ nó là thôi hôm nay 7-8 năm rồi, ba nó đi làm hộ chung với chú. Đó, mà bây giờ con mắc gì đó thì đi tìm không có, rồi ba nó bây giờ mặt không nổi luôn. Ủa, là ba mẹ vẫn còn đúng không? Ba mẹ còn mà mẹ thôi hôm nay 7-8 năm rồi có chồng khác rồi. Rồi mẹ biết được vấn đề này chưa? Rồi có mẹ tao á. Dạ. Mẹ tao nó dài cũng nằm ở nhà khóc. Con mình ở cháu mình mới tích được bao nhiêu lâu rồi chú? Bữa thứ ba tới nay. Thứ ba này thứ sáu rồi ha. Dạ. 3 ngày rồi. Sáng 5 giờ sáng á. Cùng nó ra nó đi, nó không đổ đi, cơm đi, đồ má nó đi. Có ai thấy được bé đi cùng ai xe gì không? Không thấy. Không thấy gì không luôn. Sao mình biết 5 giờ 6 giờ sáng? Đi ổng điện lên thì 5 giờ sáng lên tìm nó không thấy nó. Mất tích từ ở đâu chú? Tỉnh nào? Ngã ba Phú Hòa. Ngã ba Phú Hòa, Bình Dương. Dạ. Ha. Dạ. Dạ. Rồi khi đi bé đem theo những gì chú? Em quần áo không à, điện thoại nó bỏ nhà luôn, không lấy điện thoại đi. Bỏ hết tất cả lại luôn, em quần áo đi thôi. Dạ. Là trước đó là có chơi game mà nội la. Dạ. La, có đánh bé không? Đánh cháu thường nó hết, nó la vậy, nó kêu nó bỏ, từ bỏ hết đi con. Rồi bé nghỉ học từ năm lớp 3 thì dạ. Bé ở nhà hay là có đi làm gì không chú? Ở nhà lên phụ út này bán rau cải chứ. Rồi xong thời gian rảnh là cứ ôm mặt vô cái điện thoại hoài luôn ha. Rồi trước khi bỏ đi thì chú có thấy cháu mình có dấu hiệu gì không? Có đâu đi kiếm tiền hay là đi chơi sai không? Đâu có dấu hiệu gì đâu. Nó ở nhà cũng bình thường vậy ấy. Dạ. Bé có thường đi qua đêm chơi đâu không chú? Hay là có bạn đâu bè chơi. Có hay đi chơi bạn bè không? Có ở nhà điện thoại qua lại nó thông tin trong điện thoại á. Dạ. Chuyện á. Dạ, là suốt ngày ở nhà chơi hội ha. Dạ. Rồi bây giờ gia đình mình đã tìm ở đâu rồi? Đi tìm cũng dài vòng nó bây giờ không gặp nữa. Dạ, nói vậy chứ bây giờ mình cũng đâu biết đâu tìm đi cái một cái tỉnh mấy triệu người mình cũng không tìm ra được đâu ha. Dạ. Chứ bây giờ mình nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng mạnh tay chia sẻ giúp mình để nhanh chóng tìm cháu mình về nhanh nhất có thể. Vì mấy năm mình ở đây các cái đối tượng lừa đảo tinh vi, đặc biệt là những người nghiện game ấy rất là dễ bị dụ. Vô ngồi bấm máy tính, máy lạnh chơi game tháng có 20-30 triệu. Lừa đảo rất là tinh vi luôn. Mà nếu như có thì kêu dòng họ nó sẽ ăn hết rồi, chứ không phải để cho đến mình làm. Tôi bây giờ không cần gì hết, vì cần yêu cầu là cháu nó ông nội bà nội tha thứ, nói với ba nó tha thứ đó. Cháu vừa quay về với ông nội bà nội. Dạ. Cháu chú có lời là muốn nói với cháu mình chú đây. Cháu mình xem trực tiếp đó, chú nói đi. Ông nội Lê Văn Tát đó, thì cũng có yêu cầu là Lê Quốc Thiện đó có đi đâu đó con nội bà nội tha thứ cho con với ba con đó, Lê Văn Tính đó tha thứ cho con nó, con về với ba mẹ ông nội với bà nội với ba con. Rồi bây giờ là cháu về là mình sẽ bỏ qua hết sự việc ha. Dạ, bỏ qua từ đầu, bỏ qua hết là có chơi game nữa không? Nói vậy giỡn ra cho vui, chứ bây giờ bé về thì chơi cũng chừng mực thôi. Vì thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt của mình đầu tiên, thứ hai là sẽ dẫn đến chiếc việc nghiện game rất là ảnh hưởng. Dạ đúng rồi, con chơi game nhiều, chơi
chơi mười mấy năm đó hơn mà chơi nhiều thành hết nghiện nó chán rồi, nhưng mà cái hại đó là rất là lớn luôn, từ đôi mắt không có gì hết bây giờ đôi mắt đang mất kiến luôn nên rất là hại. Dạ rồi, một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cầu nguyện mạnh tay chia sẻ giúp em, ai thấy được bé trai cũng như là bé gái ở trong hình này ở đâu xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913785858, vì bé hai bé này còn rất là nhỏ, bên ngoài rất là nhiều cảm dỗ. Còn hai bé nếu như các con có thấy được video này hãy nhanh chóng quay về với gia đình mình, ở bên ngoài không có ai là tốt cả. Dụ mình bỏ nhà đi, dụ mình đi hay đi kia thì chắc chắn người đó không tốt rồi, những người tốt không ai xúi bỏ gia đình để đi hết. Các cháu các con đừng có vì trẻ lên cao hay là sung sướng cái gì đó mà bỏ gia đình đi. Rất là nhiều cái đối tượng dụ dỗ con đi qua con đường Campuchia, lúc đó qua bên đảnh làm nô lại hay các nhiều thứ lắm, lúc đó mình không còn con đường về nữa thì cái con còn tuổi rất là nhỏ rồi. Mà chú cũng như là anh chị cho hỏi khi lên đây nhờ anh em gọi hiệp sĩ Nguyễn Hải ghi hình với phim, tụi con sẽ đăng tất cả trên hình ảnh cũng như là thông tin của mình lên trên mạng xã hội. Chú và chị sẽ có đồng ý cho tất cả anh em đem quay phim đăng không? Dạ đồng ý đúng không? Dạ rồi, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác cộng đồng mạng đã quan tâm và theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Hải trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.